Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với series Canva của mình. Hôm nay chúng ta lại đồng hành với nhau để học những cái kiến thức thú vị trên phần mềm Canva nha. Biết là mọi người đã sẵn sàng để cùng mình thực hiện thao tác ngày hôm nay chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đồng hành đến với nhau để học kiến thức mới. Thì trước khi học kiến thức mới chúng ta nhiều quá phần mềm Canva đã nha. Thì mình đang sử dụng Canva trực tiếp ở trên trang Google bằng cách gõ canva.com. Mọi người có thể sử dụng như mình hoặc là có thể download phần mềm Canva về máy nhé. Thì nếu như mọi người sử dụng như mình thì chỉ cần lên Google sau đó gõ canva.com thôi là đã có thể sử dụng trực tiếp được phần mềm Canva rồi. Thì cách này thì cũng khá là tiện thôi, nó sẽ đỡ tốn dung lượng trên cái thiết bị của mọi người và nó cũng chỉ thêm một bước, đó là chúng ta phải gõ canva.com thì mới có thể dẫn đến cái trang web của Canva được nha. Còn cách thứ hai mà mình biết mọi người muốn thuận tiện hơn thì có thể download phần mềm Canva về máy nhé. Thì cái muốn download phần mềm Canva về máy thì mình biết hai cách. Cách thứ nhất là mọi người sẽ lên cửa hàng ứng dụng, gõ tìm kiếm Canva, sau đó download phần mềm Canva về như cách mà mọi người vẫn download những cái phần mềm khác. Thì cách đấy thì mọi người sẽ có thể thực hiện dễ dàng hơn. Còn cách thứ hai, cách này thì
thì cũng khá là dễ, còn là cách này mình tự tìm hiểu được nhé. Thì cách này mọi người chỉ cần vào trang web Canva. Đây chính là cái giao diện của trang web Canva. Mọi người vào đây xong rồi vào phần tính năng nha. Ở đây sẽ có một cái danh mục là tải xuống, sẽ có Canva chống Mac cho Windows, cho Android và iOS. Mọi người có thể vào đây để lựa chọn và đăng về cho nó phù hợp với cái thiết bị của mọi người nha. Thì ok, đó là những cái cách mình biết được có thể sử dụng phần mềm Canva. Nếu mọi người biết cách nào khác hơn thì có thể comment cho mình cùng biết với nhé. Thì đây chính là cái giao diện của phần mềm Canva này mọi người. Đây, mình thấy là nó hầu như bằng tiếng Việt hết, nên là chúng ta sẽ dễ dàng hiểu và sử dụng các cái thao tác ở trên Canva. Chúng ta chắc không cần phải lo là chúng ta không biết các cái thao tác mình có nghĩa là gì, bởi vì Canva để chuẩn bị bằng tiếng Việt nha. Đây, bên này có một cái thanh trang chủ mẫu dự án thương hiệu kế hoạch nội dung thùng rác các kiểu đấy. Và không biết là mọi người đã có tài khoản Canva chưa? Nếu mà mọi người chưa có tài khoản Canva thì có thể đăng ký bằng email cá nhân, tài khoản Facebook hoặc là tài khoản Google nhé. Thì mọi người cũng có thể nâng cấp lên tài khoản Canva Pro để có thể sử dụng được thiết kế hơn. Tuy nhiên là nếu như mọi người nâng cấp lên Canva Pro thì sẽ phải mất một cái khoản phí nào đấy nhé. Còn mình thì mình cũng đã đăng ký tài khoản Canva bằng email cá nhân của mình rồi. Nếu mọi người chưa có thì có thể đăng ký bằng ba cái cách mà mình vừa mới nói nhé. Còn nếu mọi người biết cách nào khác thì cũng comment dưới video này để chúng ta cùng học hỏi các kiến thức với nhau nha. Đây chúng ta cùng tìm hiểu qua về phần mềm Canva này.
Ok, thì bây giờ chắc là mình sẽ chờ mọi người tầm khoảng 10 phút để mọi người có thể mở Canva lên hoặc là download phần mềm Canva xuống. Sau đó đăng ký tài khoản rồi chúng ta cùng thực hiện ra cái thao tác với nhau nhé.
Ok, không biết là mọi người đã sẵn sàng để cùng mình đồng hành ngày hôm nay chưa? Hôm nay chúng ta sẽ học một kiến thức mới là thiết kế CV bằng phần mềm Canva nha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu qua về những cái phần để chúng ta có thể chọn thiết kế có sẵn. Theo mình được biết thì các cái cách để chọn thiết kế có sẵn đó là chúng ta sẽ vào phần mẫu này. Phần mẫu, tính năng hay tìm kiếm của Canva hoặc là phần gợi ý của Canva nhé. Mình có thể vào những cái chỗ này để tìm kiếm những cái thiết kế có sẵn trên Canva. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về phần mẫu nhé. Ở đây mình thấy Canva chia cho mình làm 6 cái danh mục lớn, đó là mạng xã hội, cá nhân, doanh nghiệp, marketing, giáo dục và xu hướng. Từ một cái danh mục lớn thì có những cái chủ đề nhỏ. Mình thấy là Canva đã sắp xếp cho chúng ta một cách rất là hợp lý rồi. Tương ứng với mỗi cái danh mục lớn thì có những cái chủ đề nhỏ liên quan. Cách sắp xếp như thế sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm các cái mình sẽ là đã sắp xếp như thế này cho chúng ta thì sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm các cái chủ đề rồi các cái thiết kế có sẵn ở trên Canva sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian tìm kiếm hơn. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây không phải là tất cả các cái chủ đề mà Canva có đâu. Mình nghĩ đây chỉ là những cái chủ đề còn nó nổi bật xu hướng thì Canva để đây cho mình thôi. Còn nghĩ Canva còn có nhiều cái chủ đề hơn nữa, bởi vì mình biết đến Canva là một cái phần mềm thiết kế và design với số lượng thiết kế rất là khổng lồ. Nên là với con số lượng thiết kế khổng lồ như thế thì các cái chủ đề cũng sẽ rất là phải là đa dạng và phong phú. Nên là mình nghĩ là nếu mà chúng ta không tìm được cái chủ đề mà chúng ta mong muốn ở trong phần mẫu thì chúng ta có thể tìm kiếm ở thanh tìm kiếm của Canva hoặc là phần gợi ý của Canva nhé. Ok, còn nếu mọi người có cách nào khác hơn thì có thể comment dưới video này thì chúng ta cùng học hỏi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phần mẫu này và phần tính năng này. Ở đây thì Canva cũng chia cho mình làm 6 cái danh mục lớn là hình ảnh, biểu tượng, in ấn, ứng dụng, khám phá và tải xuống. Thì dưới mỗi cái chủ đề ở danh mục thì sẽ có những cái chủ đề nhỏ. Hình ảnh thì sẽ có ảnh miễn phí, hình nền, hình tự nhiên, hình động vật, hình đồ ăn. Rồi biểu tượng thì có mạng xã hội, website, filler border, doanh nghiệp, thời tiết, máy tính. In ấn thì sẽ có danh thiếp, bưu thiếp, thiệp sinh nhật, brochure gặp ba, tờ rơi, poster. Ứng dụng sẽ có Google Maps, Giphy, QR Code, Bitmoin, YouTube. Khám phá có thiết kế in ấn đồ nhóm, ứng dụng biểu đồ. Và tải xuống thì sẽ có Canva cho Mac, cho Windows, cho Android và iOS. Thì phần tải xuống này thì chúng ta đã tìm hiểu với nhau từ đầu video rồi đúng không? Thì đó là những cái cách để chúng ta có thể tìm thiết kế có sẵn. Thì mình nghĩ là phần tính năng là những cái thành phần có sẵn để phục vụ hỗ trợ chúng ta trong cái việc thiết kế và design các cái thiết kế có sẵn ở bên phần mẫu. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần mẫu để tìm xem có cái phần thiết kế CV không nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào phần mẫu này. Thì ở đây mình vừa click vào cái gì đấy. Ở đây mình thấy phần mẫu này sẽ tìm CV nhé. Mạng xã hội thì có Instagram Story, bài đăng Insta, bài đăng Facebook, có Twitter, trang bìa Facebook. Cá nhân thì có thiệp mời, thiệp sơ yếu lý lịch, bưu thiếp, thiệp sinh nhật, áo thun. Và mình chưa thấy CV nhé. Doanh nghiệp, bản thuyết trình, logo, danh thiếp, hóa đơn, tiêu đề thư, marketing, office, tờ rơi, infographic, brochure và bản tin. Giáo dục có chứng chỉ, mẫu bằng khen, xu hướng có hình nền máy tính, lịch, bằng kế hoạch. Ở đây, CV nó là một cái chủ đề cuối cùng trong cái sẽ một xu hướng nhé. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người click vào đây để xem là Canva sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thiết kế như thế nào với các chủ đề thiết kế CV nha. Ok, thì đồng Canva đang mắt cho mình chiếu nha mọi người.
Mình thấy là Canva hiện lên cho mình cái giao diện như thế này, có một cái lời dẫn này, một cái hình minh họa về chủ đề thiết kế CV, mẫu CV phong cách đơn giản, đa dạng các mẫu thiết kế CV theo phong cách đơn giản chuyên nghiệp tại Canva, hay cùng các công cụ thiết kế đơn giản tại Canva để tạo ra các mẫu CV mang dấu ấn riêng của bạn. Bên cạnh một cái hình minh họa về thiết kế CV này, và ở đây có con số là 6024 mẫu, mọi người ạ. Một con số không phải là quá lớn nhưng mà cũng đủ để chúng ta có thể chọn được cái thiết kế, bản thân có thể là nhiều thiết kế mà chúng ta cảm thấy ưng ý nhá. Thì cái lời dẫn này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái chủ đề thiết kế CV này. Đây là các cái thiết kế mà mọi người nhìn thấy rất là đa dạng, phong phú và đẹp mắt, không có chừng lọc. Có những cái thiết kế gì đây, trả phí, mẫu này có thành phần trả phí. Thì chắc là nếu như mà chúng ta muốn sử dụng cái thiết kế này thì chúng ta phải trả một cái khoản phí nào đấy, giống như kiểu chúng ta mua bản quyền đấy mọi người. Đấy, cái mẫu sẽ đa dạng và phong phú và bị trùng lặp nhau, cũng khá là nhiều mẫu trả phí. Còn cái gì đây, nâng cấp lên Canva Pro để sử dụng mẫu này, thì nếu sử dụng mẫu này thì chúng ta phải có tài khoản Canva Pro nhé. Mình thấy nó cũng khá là đặc biệt này. Đấy, tuy nhiên là tài khoản của mình là cũng là một cái tài khoản bình thường nhưng mà không thể sử dụng những thiết kế này nhé. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể nâng cấp tài khoản Canva lên để sử dụng cái thiết kế này hoặc là thiết kế này này. Đấy, còn bên này là một cái gì đây, thêm bộ lọc về kiểu, về chủ đề, về giá và về màu. Thì sau một cái chủ đề kiểu sẽ có con số này, mình nghĩ là đây là tổng thiết kế, ví dụ trong một thì có 2.000 thiết kế này. Ở đây có màu thì chắc là để chúng ta có thể mình vừa nhận ra một cái điểm đặc biệt là Canva đặt tên cho thiết kế theo tên công màu chủ đạo luôn. Đấy, ví dụ màu be và nâu này, màu be và nâu là tông màu chủ đạo này, rồi xanh này, màu kem này, rồi thì chắc là để chúng ta có thể khi mà chúng ta chọn các thiết kế theo tông màu mình yêu thích ở đây thì Canva sẽ cung cấp cho chúng ta một cách chính xác hơn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người thực hiện cái thao tác là tham khảo cái thiết kế liên quan đến chủ đề CV nhé.
Về liên quan đến chủ đề CV thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người chọn mẫu nhé. Chúng ta sẽ chọn cái mẫu mà chúng ta cảm thấy ưng ý nhất để thực hiện thao tác thiết kế. Thì trước khi chọn mẫu thì mình sẽ lọc các thiết kế Canva Pro đi, mình sẽ chọn vào miễn phí nhé. Canva đang load cho mình nha mọi người. Thì từ hơn 6.000 thiết kế bây giờ chỉ còn hơn 4.000 thiết kế thôi. Mà trong khi 4.000 thiết kế này thì vẫn có rất là nhiều những cái mẫu phải trả phí này. Nghĩa là đây không phải là con số miễn phí tất cả nha. Nên là mình nghĩ sau này khi mà chúng ta học được khá là kiến thức rồi thì chúng ta có thể nâng cấp tài khoản Canva lên. Tài khoản Canva cao cấp để có thể dựng nhiều thiết kế hơn phục vụ cho tập đoàn làm việc của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chọn nguyên mẫu mà chúng ta cảm thấy ưng ý nhất để thực hiện thao tác thiết kế nhé.
thế thì không biết là mọi người đã chọn được mẫu nào cảm thấy gì chưa. Mình thấy có rất là nhiều cái mẫu đẹp ở trên cái giao diện này nha. Thì mình cũng đang phân vân giữa rất là nhiều mẫu, bởi vì có những cái mẫu mình thích thì nó lại là trả phí mất rồi, nên là mình sẽ không thể dùng được. Nên thế là mình sẽ bỏ qua những cái mẫu trả phí nha. Chắc là mình sẽ chọn cái mẫu này luôn. Nên bây giờ mình sẽ click vào đây nhé. Thì Canva đang hiện lên cho mình cái giao diện như thế này. Đây là cái thiết kế mà mình đã chọn này. Còn đây là tên của thiết kế, đơn giản nhân viên công tác xã hội sơ yếu lý lịch. Với kích thước là 21 x 29,7 cm. Trên này là Canva gợi ý cho mình những cái thiết kế tương tự này. Mình thấy là các thiết kế cũng kiểu na ná với bố cục của thiết kế mà mình đã chọn. Chứ là Canva dựa trên cái thiết kế mình đã chọn để gợi ý cho mình những cái thiết kế này. Thì cụ thể là 25 mẫu nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo, biết đâu lại thấy cái mẫu mà mọi người cảm thấy ưng ý hơn. Còn mình có thích mẫu trên này nên là mình sẽ click vào tùy chỉnh mẫu này nha. Ok, thì Canva đang mở cho mình một cái tab mới để dành riêng cho cái việc thiết kế nhé. Đây chính là cái thiết kế. Thì đây là tên thiết kế này. Đây Canva gợi ý chúng ta dùng thử Canva Pro. Đây là tài khoản của mình. Đây là nút để in tiêu đề thư và đây là nút chia sẻ. Các cái thành phần thì mình thấy đều có thể chỉnh sửa được nha. Rồi có thêm trang này. Bên này là cái thiết kế cùng với chủ đề thiết kế CV. Chứ là để chúng ta có thể đổi mẫu hoặc là thiết kế thêm thì rất là tiện nha. Bên này là một cái thanh công cụ này. Mình đoán chắc là để chúng ta có thể hỗ trợ chúng ta trong việc thiết kế và design các cái mẫu ở trên Canva. Ok, bây giờ mình sẽ chờ mọi người tầm khoảng 10 phút thì mọi người có thể chọn xong mẫu. Sau đó chúng ta sẽ để mọi người có thể chọn xong mẫu mà mọi người cảm thấy ưng ý. Rồi sau đó chúng ta sẽ đồng hành với nhau để hoàn thiện cái thiết kế, cái thao tác thiết kế và design cái mẫu CV nha.
Ok, thì không biết là mọi người đã chọn xong mẫu chưa? Thì nếu mọi người chọn xong mẫu rồi thì chúng ta cùng thực hiện thao tác nhé. Bây giờ mình sẽ phóng to cái thiết kế của mình lên này. Thì đây chính là cái thiết kế mà mình đây chính là cái thiết kế mà mình đã chọn. Thì chắc là mình sẽ chỉ chỉnh sửa cái nội dung lớn này thôi, nên là mình sẽ phóng to lên Hãy đây nhá. Mình sẽ chỉ chỉnh sửa cái nội dung này thôi. Thì khi mình click vào nội dung thì Canva hiện lên cho mình cái thanh công cụ như thế này. Có rất là nhiều công cụ nha, có vông chữ này, kích cỡ chữ này, màu sắc chữ này. Thì khi mà mình để con trỏ chuột lên trên thao tác thì Canva liền hiện lên cho mình cái nội dung của thao tác đấy luôn, rất là tiện nhá. Thì mình thấy nó khá là giống tóc đánh vông ở trong Word, PowerPoint với cả Excel. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện cái thao tác chỉnh sửa nội dung nha. Tiếp theo là mình sẽ thay đổi cái phông chữ nha. Theo mình được biết thì Canva có hơn 500 cái phông chữ, nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn nhé. Đây, thì đây là những cái phông chữ của Canva này, rất là đa dạng phong phú. Một phông chữ sẽ mang một cái màu sắc khác nhau. Mọi người có thể thấy nha, không có phông chữ nào bị trùng lặp hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện thao tác là thay đổi phông chữ cho cái thiết kế nhé.
Ok, vậy là mình đã xong phần nội dung rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa cái phần thành phần nha. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái ảnh thành phần này. Mình đang phân vân giữa việc là mình nên upload ảnh từ Canva lên trên ảnh từ máy tính lên trên phần mềm Canva hay là từ Canva chọn trực tiếp từ trong Canva luôn. Chắc là mình chọn trực tiếp trong Canva luôn nhé. Mình sẽ vào thành phần này. Mình sẽ gõ tìm kiếm là một cái chủ đề bất kỳ đi. Đây là các cái thành phần của Canva rất là đẹp mắt, đa dạng và phong phú. Bây giờ mình sẽ click vào ảnh để thay đổi thành phần nha. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong thiết kế CV rồi. Nếu mà mọi người chưa xong thì có thể tiếp tục thực hiện thao tác nha. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt video ngày hôm nay. Mọi người nhớ like video, subscribe kênh và bật thông báo để lần tới lúc mà mình lên video, mọi người lại vào đây để học cùng mình những cái kiến thức thú vị nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.